Xin chào anh em, như trên tiêu đề ngày hôm nay đã ghi, mình sẽ giới thiệu với các bạn họa cụ để vẽ chân dung gồm những gì. I got broads in the line, just with the lean in the family, credit cards and the scams, hitting the looks in the band. Xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là NVD Chân Dung. Anh chị em nào có nhu cầu vẽ tranh chân dung trong thành phố Thái Nguyên, có nhu cầu đặt hoa tươi, sinh nhật, hội nghị, đặt cháp ăn hỏi, hoa đám cưới, vân vân mà mây mây, xin hãy liên hệ với mình qua số Zalo ở trên màn hình. Điều đầu tiên không thể thiếu đó là giấy. Giấy ở đây mình sẽ dùng gọi là giấy tên là Roki. Thứ hai là dao dọc giấy để gọt bút chì. Giấy vẽ xong rồi đến bút chì. Vẽ tranh chân dung ra gồm bút chì nhé. Bút chì chúng ta ở đây thường xuyên sử dụng nhất thì là chì 2B, 4B, 6B, 8B. Nhưng mình thường sử dụng là 2B và 6B, 8B thôi. Ba loại này là đủ rồi. Các bạn cũng không cần nhiều loại khác nhau lắm đâu. Đấy, chì 2B thì cho sắc độ nhạt nhất trong các loại chì. Chì 2B dùng để gọi là dựng hình. B thì là dùng để vẽ tóc, vẽ mắt, những cái sắc độ đậm nhất. Ngoài cùng nữa là mình có sử dụng thêm 8B của Đức. Những loại này thì là đều là chỉ có bóng dầu nhé. Nó có một cái lớp dầu ở trên khi mình đánh ra ấy, nó có một lớp dầu bóng bóng, chì dầu, chì bóng dầu. Nên là bút than nhá. Bút than thì là dùng một cái loại than thì nó làm thành một hình cái bút, sử dụng như bút chì luôn. Bạn có thể bẻ ra để dùng, bẻ nó ra để vẽ những cái áo như cái áo len nhá, tả áo len rất đẹp. Và vẽ tóc. Tiếp theo nữa là than nhiễu. Than nhiễu thì dùng để vẽ tóc, tóc vàng này, tóc trắng, tóc vàng rất là đẹp. Và dùng để vẽ nền nữa. Tiếp nữa là than bột nhé. Tả xa này, tả tóc này, bạn đổ cái bột đi ra một cái lọ, xong rồi bạn dùng cọ để vẽ, để đánh nó ra. Này, tả tóc thì rất là đẹp. Thế này, lọ của nó mình mua lâu lắm rồi nhưng mà dùng mãi không hết. Nói lướt là than cục nhé. Nó cũng cùng loại chất liệu, gần giống chất liệu của cái than bút kia cả. Nó rất là đen nhưng rất khó tẩy, cũng dùng để tả những cái vùng tối nhất. Tóc tiếp theo là lấy sáng. Lấy sáng thì gồm và cái tẩy gôm bình thường của mình, các bạn có thể cắt vát đi để tỉa những cái phần lấy sáng cần thiết.
tẩy tẩy bấm này. Đấy, tẩy bấm nó hình như cái bút trong là rột gôm, dùng để tả tóc, lấy sáng những cái phần tóc. Đấy, nó có bán ruột thêm ở ngoài nữa, bạn thì mua về khi hết cái ruột của nó mua về. Chủ yếu là cái tẩy gôm này áp dụng để vẽ mắt này, lấy sáng ở phần mắt này, chỗ mũi. Vẻ trên hình nó lên không được thấy rõ cho. Tiếp theo nữa là bút sơn. Bút này nó mực trắng, dùng để lấy sáng ở phần mà không thể lấy được, như là tròng mắt nhỏ quá không lấy được ấy, thì ta dùng cái loại này. Nhưng mà không nên lạm dụng nhiều quá nhé. Lúc nó lên ảnh thì rất là đẹp ấy, nhưng mà nhìn ở ngoài nó trồng lớp lên như kiểu lớp bút xóa ấy, nhìn như là xấu lắm, không đẹp lắm. Ít sử dụng thôi, chủ yếu là sử dụng tẩy làm mịn này. Làm mịn thì ta thường có bông này, trà lên những cái phần bút chì, ta đánh lên cho nó mịn. Theo là giấy vệ sinh nhé, giấy ăn hoặc là giấy vệ sinh quận ấy. Mặt gấp lại, gấp lại để lấy sáng. À quên, làm mịn, nhầm. Đấy, gấp lại gọn này, lấy có thể dùng đánh mịn đó, áp dụng với bút chì đấy nhá. Còn những cái than kia không dùng được, than mà dùng giấy với cả bông nó bẩn nem nhem lắm, chỉ dùng với áp dụng làm mịn với bút chì thôi nhá. Tiếp theo nữa là cây di chì. Cây di chì dùng để vẽ mắt và mũi, cái phần nhỏ môi. Đây mình có thể vẽ một cái gọi là cái mẫu này để cho bạn ví dụ thôi nhé. Nhiều các bạn phác thảo bằng bút chì 2B này, sau khi phác thảo xong thành hình cái đôi mắt rồi nhé, các bạn có thể dùng 8B để nhấn lại cho nó cho sắc nét này, cho nó cái phần tròng đen các thứ nó chuẩn đi. Lúc nào cái phần giữa con mắt nó là phần đồng tử lúc nào nó cũng đen nhất, cho nên bạn dùng 8B, các bạn phân bố cho nó sắc độ của cái trên bức tranh nó hợp lý. Anh đang dùng chì 8B để mình nhấn lại, sau đó các bạn có thể dùng cây di chì này đó để áp dụng vào những cái trường hợp như thế này nhé. Để mình vẽ qua thôi để ví dụ cho mọi người gọi là trực quan nhất. Đấy, em dùng cây di chì di vào những cái phần đậm đường, các đường nét các bạn vừa mới đi xong ấy, di ra cho nó cái phần bút chì, cái chì tản ra. Đấy, nhìn nó có mịn không. Đấy, áp dụng cái cây di chì vào những cái phần nhỏ trên cái khuôn mặt ấy, nhìn thì cái sắc độ của bút chì nó tản ra, nhìn nó tự nhiên nhất. Cái tròng trắng của mắt chúng ta không hầu hết là nó màu trắng đâu nhá, nó màu hơi đục ấy. Các bạn có thể đánh một lớp 2B vào đấy cho nó nhẹ thôi, không cần mạnh, không cần đậm đó. Ta để dùng cái cây di chì để đánh động bọng mắt này, phần bọng mắt này, phần mí trên này, để cho cái phần chì nó tản ra đó. Xong ta chỉ lấy một chút sáng ở phần tròng trắng thôi, cho nhìn cái đôi mắt cho nó có sắc độ. Xong ta lấy 8B
đi lại những cái phần đấy, lấy sáng nhé, lấy sáng dùng tẩy ta cắt nhọn ra nhé, hoặc là ta dùng tẩy bấm lấy sáng lại. Ok chưa? Vậy là có phần sáng ở đôi mắt à, ở chỗ tròng mắt thôi nhé. 8B lấy 8B này. Cái 8B của Đức này thì nó mềm lắm, vẽ rất sướng. Những cái phần mắt miếc này nó mềm vẽ rất sướng, nhìn nó đậm. Đó, thật là đi đen. Phần nào đen là đi đen nhé. Đi đen này. Xong ta đi một cái lớp mà gọi là mờ mờ hơn hơn ở cái phần đen kia nhé, ở chỗ chồng này. Đấy, đi mờ mờ thôi, hơi lòe lòe ra ngoài một tí, tạo hiệu ứng blur. Đây mình vẽ gọi là qua qua này, gọi là mẫu thôi, ví dụ cho các bạn nhìn. Đó, phần nào đen thì ta đánh trước. Ví dụ nếu mà khi các bạn vẽ quen tay rồi, các bạn có thể dùng cái bút chì 8B có thể đánh được các loại ấy luôn, các loại sắc độ khác nhau luôn. Nhưng mà khi chưa quen ấy thì các bạn có thể sử dụng các loại bút chì khác B nhau ấy, nhạt B hơn, đậm B hơn, để điều chỉnh các loại màu sắc sáng tối trong cái bức tranh của mình cho nó chuẩn nhất, thoải mái. Chỉ cần một cây, hai cây bút chì là bạn có thể vẽ được tranh. Ok, và đây là những cái gọi là cơ bản nhất để cho những bạn đang muốn học vẽ, cần mua những họa cụ gì. Bạn có thể mua online Lazada, Shopee, họ bán rất nhiều. Không thì các bạn có thể ra các cửa hàng họa cụ ở các địa phương của mình. Đấy, video của mình đến đây là kết thúc. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Credit cards and the scams, hitting the licks in the back.